Đến với câu 15 đến 20 thì đây là một cái câu thuộc dạng ANOVA. Nó cho mình cái bảng như thế này. Vậy thì từ cái bảng này mình sẽ tính đó chứ ha. Sẽ là mình sẽ tính hai cột, đó là cột total và cột average. Rồi total là mình cộng tất cả những cái phần tử trên cái hàng ngang tương ứng. Rồi với cái hàng đầu ha, mình cộng nó lại. Thì 8 cộng 8,2 cộng với lại 9,3 cộng với lại 8,6 cộng với lại 8,3. Đây là hàng đầu tiên là được 43,2 và mình chia trung bình nó ra là được chia cho 5 ha. Có 5 phần tử ha, mình chia 5 là 43,2 và cái con số này 8,64. Đây là 43,2 và 8,64. Rồi vậy thì mình làm tương tự ha, mình được hai cái hàng còn lại ha. Rồi tiếp theo mình tính đó là cái phần tử dưới cùng đây, mình tính tổng của ba cái con số mình vừa mới tính được ra ha. Rồi vậy mình lấy 43,2 cộng với lại 15,3 cộng với lại 32,3. Này, mình được 90,8 là tổng của mình. Và cái trung bình của mình thì mình đơn giản thôi, mình chỉ lấy cái 90,8 này và mình chia cho tổng số phần tử. Thì nó có tổng cộng là 15 phần tử ha. Là mình lấy 90,8 mình chia cho 15. Ra được là 6,053 ha. 6,053. Bài toán kêu mình đó là câu số 15 ha. Xác định total variability, tức là mình theo đề bài kêu mình xác định SST bằng bao nhiêu. Vậy thì cái công thức của mình ha, SST đó là bằng tổng của EIJ bình phương trừ cho y chấm chấm bình phương chia cho n. Rồi EIJ là từng cái phần tử trong bảng này ha. Vậy là mình bình phương từng phần tử, mình cộng lại với nhau rồi mình trừ đi y chấm chấm, tức là cái thằng 90,8 này ha. Y chấm chấm đó là bằng 90,8. Rồi mình bình phương thằng này lên, mình chia cho lớn ha, lớn bằng 15. Rồi ha, thì đó chính là SST của mình. Rồi thì mình tương tự mình cũng phải xác định SSB và SSE ha. Thì SSB thì nó có công thức như thế này ha. Tổng sigma của y chấm bình phương, y chấm là từng cái thằng 43,2 nè, 15,3 nè, 32,3 ha. Đó là y chấm bình phương từng thằng này lên chia cho n nhỏ là bằng 5. Rồi trừ cho cái thằng đằng sau thì nó tương tự. Còn SSE thì nó là bằng SST trừ SSB. Rồi vậy thì mình trước mình phải xác định trước ha. SST bằng cái gì? Rồi mình bấm ha. 8,8 bình. Rồi các bạn cộng với lại 8,2 bình. Cộng với lại 9,3 bình. Em bấm 8,6 bình. Cộng với lại 8,3 bình. Rồi, tiếp theo là mình cộng tương tự cho hai hàng sau ha. Các bạn tự cộng với mình ha. Cộng tất cả thằng này lại. Được con số này. 641,72. Rồi, mình trừ đi. Y chấm chấm, tức là cái thằng 90,8 này ha. 90,8 bình phương chia cho n lớn là bằng 15. Đây thì đây là thằng của mình. Đây là SST ha. 92,00773. Thì mình chọn thằng C này ha. 92,00773. Cho thuận tiện ha, mình sẽ lưu nó vào biến A. Thì đó chính là thằng SST. Rồi, tương tự SSB thì nó sẽ dễ hơn. Đó là mình chỉ việc là mình lấy thằng 43,2 nè, bình phương cộng với lại 15,3 bình phương cộng với lại 32,3 bình phương chia cho n nhỏ là bằng 5. Rồi mình trừ đi cái lượng đằng sau thì tương tự ha. Y chấm chấm 90,8 chia cho 15. Đây là SSB của mình. Mình lưu vào phím B ha. Rồi. Vậy thì SSE thì nó là bằng A trừ đi B. thì lưu vào phím C. Đây. Install là C. Rồi. Câu 16. Xác định cái test statistic value. Tức là xác định cái thằng F0 nó là bằng MSB chia cho MSE. Rồi thì MSB của mình nó là bằng SSB chia cho K-1. K ở đây là cái số hàng ha, là 3 hàng. Vậy thì K-1 bằng 2. Thì mình bấm luôn ra cho nó nhanh. SSB nó là thằng B lớn chia cho K-1 là bằng 2. SSE là thằng C lớn chia cho K là bằng 3. N-1 là bằng N bằng 5 ha. Vậy là 4 nè, 4 x 3 12. Đây, thì đây chính là thằng F0 của mình, 36,5103. Rồi mình chọn thằng A ha. Rồi tiếp theo, xác định rejected region của mình. Vậy thì cái này nó tuân theo phân phối Fisher ha, với các cái degree of freedom tương ứng, đó là K-1, K nhân cho N-1, và cái significant level của mình đó là alpha ha. Ở đây thì cái alpha của mình nó là bằng 0,01. Đây, nó cho đây ha. Mình sẽ tra bằng Fisher ha. Rồi, đây là một cái bảng Fisher tương ứng với alpha là bằng 0,01. Rồi, vậy mình xem hai cái degree of freedom của nó ha. Đó chính là K-H1. K-1 nó là bằng 2. K nhân cho N-1 nó là bằng 12. Cái thằng degree 1 là bằng 2. Thằng degree of freedom 2 này nó là bằng 12. 2 với 12 là con số này, 6.927. 6.927 thì nó chính là đi từ 6.927 cho đến dương vô cùng. Đó, 6.93 nè. Đó, mình chọn thằng E. Bạn lưu ý nha, mình là Fisher nó không có chia thành one size two size ha. Nó chỉ có một cái hướng, đó là nó như hình vẽ ở đây ha, nó đi từ cái điểm đó, cái điểm F của nó cho đến dương vô cùng thôi ha. Nó chỉ có một cái hướng đó thôi. Rồi, mình tiếp tục. Câu 18, xác định least significant difference, tức là xác định cái lượng LSD này ha. Thì mình có công thức cho nó. Thì cái lượng LSD của mình nó chính là bằng T K N-1 alpha chia 2. Tức là cái thằng này tuân theo phân phối student ha. Mình nhân cho cái lượng 2 lần MSE chia cho N, mà MSE của mình thì nó chính là bằng SSE chia cho K nhân cho N-1, tức là chia cho 12 đó. Đây là, nó là bằng SSE chia cho 12. Đó, nó chính là cái thằng MSE. Thì cái này nó chính là bằng thằng T thì giữ nguyên ha. Cái thằng trong căn thì mình viết lại một xíu ha. Cái này thằng trong căn 2 lần của MSE, tức là bằng SSE chia cho 6N. Đó, rồi mình nhân 2 rồi mình rút gọn cái mẫu ha, rồi mình nhân N vào mẫu đó. Rồi. Vậy thì nó là bằng vậy thì mình tra bằng T ha. Rồi vậy thì K nhân N-1 là bằng 12. Thì mình tra cái con số nào? T 12 và alpha chia 2 ha, 0,005. 3,055. Vậy thì cái lượng LSD của mình, mình bấm máy luôn, nó là bằng 3,055. Mình nhân cho căn. Rồi, SSE mình đã lưu vào bảng C, chia cho 6N. N là bằng 10, N là bằng 5 ha, N nhỏ bằng 5. 6 x 5 bằng 30 luôn ha. Đây, nó được 2,0107. Đây, vậy thì cái lượng LSD của mình là bằng 2,0107. Mình chọn một C. Câu số 19 ha, nó cho mình 5 ý, nó cho mình chọn một cái kết luận đúng. Thì như mình nhìn vào tìm thấy có 3 cái ý ở dưới cùng à, nó khá là tương đồng nhau. Vậy thì theo mình sẽ có một cái đúng trong 3 cái này. Thì mình làm thử cái này, ý này trước ha. Nếu không có thì mình sẽ đổ qua hai ý kia. Rồi thì nó kêu mình đó là kiểm tra cái giá chi phí trung bình của cái thuật toán 12 nè, 13 nè, 23 nè, xem nó có mình có kết luận được là cái nào nó, hai cái chi phí này có khác nhau hay không, đúng không? Thì chắc chắn rồi, mình sẽ test ha. Thì mình sẽ kiểm tra, mình sẽ so sánh các cái trung bình và cái trị đối của Y1 trừ Y2, Y1 trừ Y3 và Y2 trừ Y3 mình so sánh nó với LSD. Thì cái giả thiết của mình đó là nó có trung bình. Giả thiết của mình mình ghi tắt ở đây. Giả thiết của mình là H0, tức là cái IE và IJ nó có cái trung bình của mình nó khác nhau. Giả sử trung bình nó bằng nhau Trung bình IE và IJ của mình. Đây mình ghi đúng ở đây là trung bình Giả sử cái trung bình của mình nó bằng nhau. Đây là H0 của mình. Vậy thì cái H1 của mình, tức là IE và IJ nó phải khác nhau, cái trung bình của mình. Rồi, thì nếu như cái lượng trị đố này, cái lượng của bên tay trái mà lớn hơn cái LSD ha, giả sử nó lớn hơn, vậy thì mình sẽ recheck được H0. Còn nếu như nó bé hơn thì mình sẽ không đưa ra kết luận gì hết. Vậy thì mình sẽ so sánh ha. Thì cái lượng LSD mình đã vừa tính được ở đây, vậy thì mình chỉ việc mình tính thôi. Thứ nhất là mình lấy trung bình của cái 1 trừ cái 2. Cái 1 trừ cái 2 thì nó ra khoảng 4 phẩy mấy. Chắc chắn là nó lớn hơn rồi đúng không? Lớn hơn cái thằng 2,107. Lớn hơn. Cho nên là mình sẽ recheck được H0. Tức là mình sẽ kết luận được đó là trung bình nó khác nhau. Vậy thì cái ý mà insufficient information, thì ý này chắc chắn nó sai. Cho nên là cái 1,2 nè. 1 với 2. Thì mà có cái chữ này thì có nghĩa là nó sai ha. Thì mình loại đáp án này. Rồi tương tự mình lấy trung bình của cái 1 trừ cái 3. Cái 1 trừ cái 3 ha, mình trừ thử 8,64 trừ 6,46. Đây nó ra 2,18. Nó lớn hơn ha. Vậy thì mình cũng đưa ra được cái kết luận đó là cái đáp án giữa 1 với 3 mà so sánh cái trung bình với nhau nó sai luôn. Rồi, 2 với 3 thì cũng chắc chắn rồi. Là 2,0107 này chắc nó lớn hơn rồi, cho nên là mình cũng loại đáp án này luôn. Rồi vậy thì mình còn hai đáp án ở đây, đó là đáp án A và đáp án B. Vậy thì từ ba cái ý của CDE mình đã kết luận được đó là Y1 trung bình nó khác Y2 trung bình. Rồi Y1 trung bình nó cũng khác Y3 trung bình. Y2 với trung bình với Y3 trung bình nó cũng khác nhau luôn. Mình đã kiểm tra được ba cái này. Vậy thì mình sẽ đưa ra kết luận đó là mỗi thằng trung bình này nó sẽ có cái giá trị khác nhau. Tức là each of three algorithm has different development cost mean. Rồi mình sẽ chọn phương án B ha. Rồi mình sẽ đến về câu 20. Find là 99% confidence interval trong cái mean cost giữa algorithm 1 và 2. Alpha của mình ở đây 99%, alpha nó là bằng 0,01. Mình lấy 1 trừ 0,99 nè. Tiếp theo đó là ở order difference, đó là sự khác nhau. Vậy thì ở đây là nó sẽ là siêu sai alpha chia 2. Rồi k nhân cho n trừ 1. Rồi okay, ha. Cái này nó y chang như cái ở trên nên mình cũng không nói nhiều nữa. Y1 trung bình, Y1 trừ Y1 trung bình nè, trừ Y2 trung bình, cộng trừ cho cái lượng LSD. Rồi, Y1 trung bình là 8,64 trừ Y2 trung bình là 3,06. Rồi sau đó là mình cộng trừ ha, tùy nó ha. 2,0107. Rồi, thì mình có đó là đây là cạnh trên đúng không? Cộng là cạnh trên 7.59. Đây mình xem đáp án nào không? 7.5907. Đây đáp án A rồi. Mình thử tính kênh dưới xem nó ra dấu không ha. Rồi mình chỉ việc là mình thay dấu cộng bằng dấu trừ thôi ha. Đây rồi mình thay dấu cộng bằng dấu trừ ha. Rồi 3.5693 đúng rồi. Thì mình sẽ chọn phương án A ha.